Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông. Các vị nhiếp tâm, chúng ta tĩnh tâm 5 phút và sau đó chúng ta học kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa hiện tiền quý Phật tử, thưa các vị thiện hữu tri thức. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2009. Hôm nay là buổi học thứ tư của Phẩm Bồ Tát Kinh Di Ma Cật. Và hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ học hết hai vị Bồ Tát cuối của Phẩm này. Đó là Ngài Trì Thế Bồ Tát và Ngài Thiện Đức Bồ Tát. Các vị đã ăn gian tôi hết 20 phút, chúng ta sẽ học tới 6:30 mới xong. Các vị chịu khó ngồi. Và thưa, mình đọc vô một đoạn của Phẩm Trì Thế. Các vị giả trang 49. Phật bảo Bồ Tát Trì Thế, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Bồ Tát Trì Thế bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lạnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Vì sao? Nhớ lại lúc trước con ở nơi tỉnh thất, bấy giờ ma Ba Tuần đem 12.000 thiên nữ giống như trời Đế Thích trỗi nhạc đàn cai đi đến chỗ con ở. Ma cùng với quyến thuộc cúi đầu làm lễ với chân con, chắp tay cung kính đứng sang một bên. Trong ý con cho là trời Đế Thích nên bảo rằng lành thai mới đến Kiều Thi Ca. Dù là có phước cho nên buông lung, ông nên quán ngũ dục là vô thường để cầu cõi lành ở nơi thân mạng tài sản mà tu pháp bền chắc. Ma Vương nói với con: Thưa chánh sĩ, xin ngài nhận 12.000 thiên nữ này để dùng hầu hạ quét tước. Con nói rằng: Này Kiều Thi Ca, ông đừng cho vật phi pháp này. Tôi là kẻ sa môn thích tử, việc ấy không phải là việc của tôi. Nói chưa dứt lời, bỗng ông Di Ma Cật đến nói với con: Đây chẳng phải là Đế Thích mà là ma đến khuấy nhiễu ông đấy. Ông lại bảo ma rằng: Các vị thiên nữ này đem đến cho ta, như ta đây mới nên thọ. Ma sợ hãi nghĩ rằng: Có lẽ ông Di Ma Cật đến khuấy rối ta chăng? Ma muốn ẩn hình mà không thể ẩn, ráng hết thần lực cũng không đi được. Liền nghe giữa hư không có tiếng rằng: Này Ba Tuần, hãy đem thiên nữ cho ông Di Ma Cật thì mới đi được. Ma vì sợ hãi nên miễn cưỡng cho. Lúc ấy ông Di Ma Cật bảo các thiên nữ rằng: Ma đã đem các ngươi cho ta rồi, nay các ngươi đều phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi ông theo căn cơ của thiên nữ mà nói pháp để cho phát ý đạo và bảo rằng: Các ngươi đã phát ý đạo, có pháp vui để tự vui, chớ nên vui theo ngũ dục nữa. Và thưa các vị, đó là đoạn đầu của phần Ngài Trì Thế Bồ Tát. Chúng ta sẽ đi lần nữa vào cái phẩm này, các vị sẽ thấy rất là hay.
Mình có thể chia cái phần Ngài Trì Thế Bồ Tát ra nhiều phần để mình đi vô cho nó tiện thế này. Thưa các vị, là cái buổi học hôm nay chúng ta chia làm hai phần. Tức là hai vị Bồ Tát thì mình chia làm hai phần. Phần một, đó là mình đi vào cái phần của Ngài Trì Thế Bồ Tát. Và cái phần này chúng ta có cái chủ đề là an trú pháp lạc hành vô tận năng. Mình giải thích mấy cái từ này trước. Thế nào là an trú trong pháp lạc? Ví dụ như mình đọc sâu vào cái phần này thì Ngài Trì Thế Bồ Tát, Ngài an trú ở trong trong thiền diệt. Và Ngài không có phân định được là ma hay là trời Đế Thích. Và sau đó thì Di Ma Cật đến dùng cái tuệ nhãn của một vị Bồ Tát lớn, bậc thầy của các vị Bồ Tát, chỉ cho Ngài Trì Thế này biết đây là ma chứ không phải là những vị thiên đế. Và sau đó thì ông dùng Phật Pháp nhiếp hóa được ma vương và dạy cho ma vương cái con đường là an trú tại cung ma để hành đạo và thắp sáng được đời sống tâm thức mình, tức là làm cho mình trở thành một ngọn đèn, mồi ngọn đèn chánh pháp đó qua tất cả những người ở trong cung ma, gọi đó là hành vô tận năng. Cái chủ đề của cái phần vị Bồ Tát này là như vậy, an trú trong cái niềm vui của pháp. Đây là cái điều Ngài Di Ma Cật Ngài dạy cho các vị ma vương. Và hành vô tận năng cũng là cái pháp môn mà những vị thiên ma kia sau khi nhận được Phật Pháp rồi an trú ngay cái cung ma của mình, thực hành cái pháp môn này, mồi ngọn đèn chánh pháp đến với những người khác. Và chúng ta chia ra cái bài học này đó những phần như thế này. Phần thứ nhất, mình nói đến lời giáo giới của Bồ Tát Trì Thế. Rồi cái phần thứ hai, chúng ta sẽ nói đến cái lời khai thị của ông Di Ma Cật. Cái lời dạy của Ngài Trì Thế là chớ có buông lung. Nhưng mà trước khi đi vô lời dạy này, có một câu hỏi đặt ra thế này: tại sao Bồ Tát mà ma tới không biết? Ví dụ như người phàm như chúng ta là các vị đi, người lành, người dữ đến các vị nhận ra không? Nhận tạm tạm. Tại vì mình thấy mặt chứ đâu có thấy lòng của người ta. Hòa hổ, hòa bì, nan, hòa cốt, tri nhân, tri diễn, bất tri tâm. Mình vẽ được con cọp, vẽ được cái da, mà vẽ xương nó vẽ không có được. Biết người, biết mặt, nhưng mà lòng của người ta thâm thẳm, mình đâu có dò được. Có khi họ buồn thiêu, buồn thiểu, nhưng họ cười, mình đâu có biết. Mấy ai lấy thước mà đo lòng người, đó là chuyện rất thường. Thế thì trong nhân gian, thưa các vị, mình còn không thể đo được tâm thức. Thì trong giới người tu, thưa đại chúng, là chúng ta cũng khó mà thăm dò và chiều sâu đời sống tu chứng của từng người. Đó là mình nói cái mặt cạn tâm lý. Đứng ở trong cái lĩnh vực của giáo lý mà nói thì thưa Bồ Tát Đăng Địa, tức là Bồ Tát đã bước vào quả vị thập địa rồi, nếu mà không khởi tâm á thì cũng không có nhận biết ma trước mặt mình. Phải là Bồ Tát Bát Địa mới có thể không cần khởi tâm, dùng tuệ giác quét mắt là nhận ra được ma hay Phật. Mình nói điều này căn cứ vào kinh văn để nhắc nhau một điều thế này. Thưa các Phật tử, là ma hiện hình ma thì dễ nhận, nhưng mà ma hiện hình Phật thì chúng ta không nhận ra được đâu. Và cái chuyện này nó không phải là vô căn cứ. Các vị dở thiền sử đọc vào tổ Ưu Ba Khúc Đa đó, tổ thứ tư, thứ năm gì của truyền thống thiền mình không nhớ. Ông thiền tọa, một hôm ma nó hiện đến. Và ông dùng thần thông, ông chiết phục được ma. Ma đảnh lễ với chân ông xin quy y. Và nó nói: con hôm nay nhận Ngài là thầy của con muốn thể hiện một chút lòng để đền ơn vị thầy đã chuyển hóa tâm thức con. Xin thầy hãy nói những cái yêu cầu của thầy, con đền ơn thầy. Ông nói: ta nghĩ đời sống người tu tam y nhất bát đủ rồi, ăn mặc thì ôm bát đi xin, nhà ở thì bên gốc cây,
những nhu yếu đời sống ta không cần chi cả. Nó nằng nì, nó nói dạ nhưng mà tối thiểu thầy cũng cho con một cái cơ hội để con đền đáp ơn thầy chứ. Ông nói ồ, ta nghĩ ra ngươi có cách để có thể đáp ơn ta. Ta xin sao Thế Tôn Niết Bàn nhiều trăm năm không có cơ hội tiếp xúc được với Đức Thế Tôn lúc đương tiền. Trong khi đó, thời Thế Tôn đi tu thành đạo chứng chánh giác bên gốc cây Bồ Đề thì đã có mặt ngươi, ngươi đã từng dẫn quân ma phá rối. Thế thì ngươi biết rõ ràng cái lúc Thế Tôn thành đạo, lúc Thế Tôn dẫn tăng đoàn, lúc 1250 vị tỳ kheo ôm bát đi khất thực. Và để đền ơn ta có thể hiện y hình Đức Thế Tôn và tăng đoàn ngày xưa khất thực đi ngang qua để cho ta chiêm ngưỡng. Ta rất muốn được nhìn cái dung mạo Thế Tôn ngày xưa và cái phong cách trang nghiêm của tăng đoàn ngày xưa để ta thể hiện cái lòng cung kính của ta đối với Đức Phật. Ma nó nói chuyện này thưa thầy không có chi khó cả, nhưng mà con rất là sợ khi con hiện hình Đức Phật rồi cái ngài quên ngài lại con, cái con tổn phước. Ông nói yên tâm, ta biểu người làm ta nhớ chứ mắc gì ta lại. Cái nó dạ thôi được, con sẽ vâng lời thầy. Ta biết mắt. Và thưa các vị, sau đó chừng đôi phút thì ngài Ưu Ba Cúc Đa đang nhập thiền, đang ngồi bên bồ đoàn tọa cũ đàng hoàng nghiêm trang, thì thấy Đức Thế Tôn và 1250 vị thánh tăng lừng lững từ đằng xa từng bước thông dong ôm bát đi ngang qua trước mặt ông. Dung quang rạng ngời và chư tăng đầm thắm trang nghiêm thanh tịnh. Ông quên mất là mình đã nhờ ma nó hiện hình cho nên ông phủ phục cũng đảnh để. Và thưa các vị, khi và ngài Ưu Ba Cúc Đa ta đảnh lễ thì ma nó biến mất tiêu. Sau đó nó hiện lại, nó nói con đã nói với thầy rồi, con hiện hình Phật mà tại sao thầy lại con, nó ta quên mất. Thế thì thưa các vị rằng Bồ Tát chứng được bát địa, tức là vào bất động địa rồi thì mới có khả năng quét mắt một vòng nhìn ra ma và Phật. Còn phàm phu chúng ta thì thưa các vị là mình nhập nhằng, ai mà có hào quang, ai mà sáng sủa một tí, ai mà hiện ra cái tướng thánh là ta tin ngay đó là Phật hay là thánh. Cho nên học cái phần này chúng ta nên cẩn trọng là như vậy. Không biết các vị đã biết những địa vị của Bồ Tát chưa? Thập địa Bồ Tát mình ghi chú một vài nét, các vị ghi cho vui. Trước khi đi vô cái thập địa Bồ Tát này, nó có bốn cái cấp của những vị Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Và có 10 địa vị của thập tính, 10 địa vị thập trụ, 10 địa vị thập hạnh và 10 địa vị thập hồi hướng. Đi ngang qua 40 quả vị đó, chúng ta mới bước vào Bồ Tát thập địa. Ngôn ngữ nhà Phật gọi là đăng địa, tức là bước lên quả vị Bồ Tát. Và quả vị đầu đó là quang hỷ địa. Những cái từ này chúng ta cần làm quen để mai kia mình học sâu vô kinh văn. Quang hỷ địa, địa thứ nhất. Cái niềm vui của người tu khi mà thành đạt được quả vị này á, là niềm vui tự phát. Nó tuôn chảy từ bên trong trái tim, nó tuôn chảy ra. Mình bây giờ thì muốn vui thì cần phải hội họp bạn bè, phải tiệc tùng, phải có người thân từ xa về. Còn niềm vui của những vị Bồ Tát này lấy pháp lạc làm niềm vui. Và thưa các vị là niềm vui của những người tu tập càng ngày nó càng mịn, càng tinh. Chứ nó không giống như chúng ta. Và gọi niềm vui thì nó không có chính xác lắm, hay gọi là hỷ lạc. Còn mình thì gọi niềm vui hoặc là gọi hạnh phúc. Và cái từ hạnh phúc nó mang cái hàm nghĩa cạn thôi. Thứ nhất là nó mang cảm tính. Cạn hơn cảm tính đó là cái niềm vui nó thô phù, vật lý đời thường. Còn cái hỷ lạc nó mang cái đặc tính từ tâm thức bên trong chảy ra. Cái niềm vui khi an trú được trong chánh pháp, an trú trong cái sự tu tập, nó phát sinh niềm vui. Đó là quang hỷ địa. Địa thứ hai, đó là ly cấu địa. Ly cấu địa là gì? Lúc bây giờ tâm thức rất là thanh định, không có một mảy bụi nào có thể dính được nơi tâm thức cả. Tức là phiền não, ưu tư, khổ đau, trần trọc, vân vân, tất cả những cái gì sinh khởi trong tâm thức các vị, nó nhận chìm, nó đọa đài các vị.
nó không còn điều kiện sinh khởi nữa. Cái buồn bây giờ nó đã ra khỏi nhà mình rồi, nó đứng ở ngoài, nó muốn đi vô mà vô không có được, nó đứng nó quẹt nước mắt thôi, gọi là ly cấu địa. Xa lìa tất cả những cái cấu uế của tâm cũng có nghĩa là xa lìa tất cả những cái triền phược khổ đau nhận chìm mình trong ba cõi sáu đường, gọi là ly cấu địa. Cái thứ ba là phát quang địa. Phát quang địa nghĩa là gì? Các vị thấy cái chữ quang này, các vị biết cái gì rồi? Quang là ánh, ánh sáng. Tức là đã có ánh sáng rồi. Từ trong tâm thức, trí tuệ bắt đầu bừng sáng, gọi là phát quang địa. Và thứ tư là diệm huệ địa, là một loại lửa lớn, nó bừng cháy bên trong, nó đốt sạch phiền não, nó đốt sạch những hạt giống lậu nghiệp sinh tử luân hồi, nó làm cho tâm thức mình rỗng lặng mênh mông, không có cái thứ gì mà còn tươi mà không cháy khi một đống lửa lớn cả. Diệm huệ địa có nghĩa là cái tuệ giác của các vị như một đống lửa lớn, có khả năng thiêu cháy tất cả những phiền não lậu nghiệp của nhiều đời, từ quá khứ vô lượng kiếp cho tới hôm nay đều bị tuệ giác này đốt cháy, gọi là diệm huệ địa. Thứ năm đó là nang thắng địa. Nang thắng địa là gì? Tức là không còn có một cái vị thế, một cái vị trí nào trong nhân gian có thể bì được với cái quả vị của cái vị Bồ Tát khi đạt đến cái chiều sâu của tâm thức này. Không có danh vị gì của trần thế có thể đổi được, gọi là nang thắng địa. Và những vị Bồ Tát thành đạt được đến cái quả vị này rồi thì thưa các vị, lợi danh công hầu khanh tướng nhân gian không có ràng buộc được họ. Thế nhưng mà có một điều ràng buộc họ được. Điều gì? Cũng phải có chỗ yếu chứ. Điều gì? Họ như con diều cất cánh bay trên chín tầng mây, nhưng mà vẫn còn một sợi dây nối với nhân gian. Sợi dây đó ràng buộc họ lại. Mình nên nhớ là lậu nghiệp đã sạch nè, mê làm không còn nè, người có thể thông dong tự tại sinh lại nhân gian tùy ý muốn. Muốn thọ sinh ở đâu là thọ sinh, muốn làm ông hoàng bà chúa thì có thể ghé lại nhân gian này làm ông hoàng bà chúa. Thế nhưng mà có một sợi dây ràng buộc họ, đó là sợi dây của từ bi lực ràng buộc họ. Họ tái sinh lại cõi đời này vì đại nguyện độ sinh, cho nên điều đó nó ràng buộc họ thôi, chứ không có gì ràng buộc họ được cả. Nang thắng địa là như vậy. Họ có thể mang lông đội sừng vào trong những loài dị loại để độ sinh, chứ không phải là vào trong loài người. Có thể hiện thân trong cõi trời, cõi người, cõi súc sinh, hiện thân vào cõi ngạ quỷ vì lòng đại bi mẫn muốn độ sinh. Cái điều đó rất là quan trọng. Mọi cái lợi danh trần thế ràng buộc không được, thế nhưng mà từ bi lực ràng buộc họ được. Họ lưu lại một chút hoặc nghiệp, tức là từ bi lực để trở lại nhân gian. Và có những vị họ đã thành đạt được con đường tu tập rất là sâu sắc, thế nhưng mà họ vẫn còn tái sinh đi tái sanh lại trong cuộc đời này nhiều lần. Các vị biết truyền thống mật thừa đó, rất là nhiều lần các vị lạc ma tái sinh là như vậy. Thứ sáu là hiện tiền địa. Hiện tiền địa là gì? Đối với các vị Bồ Tát này là pháp thân Như Lai ở trước mặt họ. Tức là cái bản thể giác ngộ hay là cái pháp thân của thập phương Như Lai nó hiển hiện trong đời sống của họ, không bao giờ rời, gọi là hiển tiền địa. Lúc nào mắt họ cũng thấy pháp thân Như Lai cả. Họ chưa tan biến hoàn toàn trong biển pháp thân của Như Lai, thế nhưng mà họ ở mấp mé bờ của biển pháp thân, gọi là hiển tiền địa. Mình dùng cái từ trong cái thế giới tu hành của mình bàn với nhau, ví dụ như cái từ hiện pháp lạc trú đó, các vị quen cái từ này chứ hả? Tức là an trú ngay nơi niềm vui của pháp. Thưa, cái điều này nó còn xa lắm, còn cạn lắm so với hiện tiền địa. Và đôi khi người ta vận dụng những điều mà mình không tu học Phật pháp giỏi, mình vặn vẹo không có được đối với người ta đâu. Ví dụ như người ta nói thế này, người ta bảo rằng nếu nói hiện pháp lạc trú là cái pháp thực tập cuối cùng của những người tu tập, thế thì tôi ngồi trong canh bạc, canh bài, tôi đầu tư trọn vẹn cái niềm đam mê tôi vào cái cuộc đỏ đen, tôi cũng đang hiện pháp lạc trú vậy.
ai cãi được, phải không? Nghĩa là ngũ dục lục trần, cái sức mời gọi của nó cực kỳ mạnh, và cái niềm đam mê của ta đối với cái con đường ngũ dục lục trần có không phải nhỏ đâu. Và người ta dám luyện mình vào những cái cuộc đỏ đen, có khi nhiều ngày không cần ăn không cần uống. Có những em bé nó cũng hiện pháp lạc trú bằng cách là nó ngồi trước cái máy điện toán, nó chơi game một tuần lễ không cần ăn uống gì cả. Ai dám nói nó không phải hiện pháp lạc trú? Thế thì hiện pháp lạc trú, thưa các vị, mình phân tích cho kỹ đó, là phải an trú trong thiện pháp. Thứ hai là vừa có tuệ vừa có định. Nếu có mặt thiện pháp thì mình mới loại trừ được cái khả năng đắm nhiễm, khả năng làm cho mình chìm đắm trong trong phiền não, bất an, khổ đau. Mức độ sâu hơn nữa, hiện tiền địa này dành cho các vị Bồ Tát chứng nhập được quả vị thứ sáu, tức là pháp thân đã hiển hiện nơi tâm thức họ. Họ luôn an trú trong định, trong tuệ, tức là cái trạng thái giác ngộ luôn hiện diện nơi tâm thức họ, không hề sinh khởi một niệm phiền não, một niệm buồn vui gì cả, gọi là hiện tiền địa. Thứ bảy đó là viễn hành địa. Viễn hành địa còn có cái tên là thâm nhập địa, hay là thâm hành địa, hay là thâm viễn địa, vân vân. Đây là những vị Bồ Tát tung tích của họ mình không lường được. Họ ẩn, họ hiện, họ có mặt giữa trần gian, họ có mặt ở thập phương quốc độ chư Như Lai một cách rất là tự nhiên, và một lần hiện thân trong nhiều cõi. Và thứ tám là bất động địa. Bất động địa là gì? Chúng ta tu còn ở cái trình độ là có hoàn cảnh môi trường để tu tập, phải có bồ đoàn tọa cụ ngồi nghiêm trang, mất 30 phút tâm ta mới an trú. Còn bất động địa của các vị mà tu tập đến trình độ này thì tâm luôn luôn an trú trong bất động, không có gì làm lay động được cả. Và đến địa vị này thì thưa các vị, không cần khởi tâm, không cần khởi tâm, ma đến là nhìn thấy. Vượt ngang qua cảnh giới này thì thưa, không có bất cứ một cái mãi mai bụi nhỏ trần thế nào che mờ được mắt của các vị Bồ Tát cả. Và mình giải thích tới đây đủ chưa? Còn hai vị trí nữa, đó là thiện huệ địa và pháp vân địa. 9 và 10. Thưa các Phật tử, là thiện huệ địa có nghĩa là lúc bấy giờ khởi vô vàn cái phương tiện độ sinh, cho nên gọi là thiện huệ địa. Rất là nhiều cái phương tiện tuyệt vời để giúp cho người, giúp cho chúng sinh, từ những loài hữu tình cho tới loài vô tình, hữu hình cho tới vô hình. Pháp vân địa, và có những cái kinh văn giải thích là đến cái quả vị này, bắt đầu bước vào cái vị trí của những vị Phật, các ngài có thể hiện thân một lần trong nhiều cõi và nói pháp như mây như mưa, gọi là pháp vân địa. Và mình đi ngang qua những cái địa vị Bồ Tát để các vị có một cái khái niệm về cái tiến trình tu. Và để trở lại một cái điều quan trọng, đó là Bồ Tát thất địa, tức là Bồ Tát ở vị trí này, tác ý thì mới biết ma, mà không tác ý thì các ngài không biết là ma hay là không phải ma. Đến nỗi Tổ Ưu Ba Khúc Đa mà còn lầm thai. Cho nên mình chia sẻ điều này để nhắc với nhau một điều là chúng ta phải rất là cẩn trọng. Và có lần mình đã thưa cùng các vị đó, Bồ Tát thiệt á, thì khi các ngài nhập Niết Bàn rồi mình mới biết Bồ Tát. Lúc đó thì các ngài để một chút hương thừa lại nhân gian để cho người ta thoáng nghe cái mùi hương thơm rồi các ngài đi mất. Tức là nhập Niết Bàn rồi người ta tìm lại những cái bút tích của ngài, đời sống của ngài, một vài cái thần thông thị hiện, một vài cái làn hương còn rơi rớt lại. Còn lúc xin tiền mà ông nào vỗ ngực nói Bồ Tát thì điều không đúng cả. Và mình nhớ điều này thì mình không bị ai gạt hết. Ông nào nói là Bồ Tát, nói là Phật, hay là nói là người chứng đạo gì đó, đều sai cả.
Và cái điều này nó rất là quan trọng để các vị thuộc lòng và đừng có bị bất cứ ai gạt. Bằng không thì chúng ta bị gạt nhiều lắm. Phàm phu như nhau mà cứ nói ta là người có hào quang và mình cứ tin roi rói à, đành rằng không thấy hào quang mà cứ tin. Giống như ta không khác gì, thế nhưng mà họ nói họ là Bồ Tát cái mình tin mất. Và cái điều này rõ ràng nó xảy ra trong đời sống chúng ta rất là nhiều. Và mình đi lang thang, hết bị gạt cái điều này tới bị gạt điều khác. Và người ta càng càng giỏi, người ta càng gạt tinh vi. Gạt nhau một vài đồng ở trần thế, thưa nó không có tinh vi đâu. Và nhân gian người ta gạt, thưa các Phật tử, là đôi khi họ gạt lành hơn trong thế giới người tu mà gạt nhau. Dường như tu họ không sợ tội phước quả báo gì đâu, họ gạt nặng lắm. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng, nhất là đừng có tin thần thánh bất cứ một ai cả. Ta hãy dùng con mắt trạch pháp của người tu Phật, rất là trí tuệ nhìn mọi pháp đến đi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị nhận diện được tại sao Bồ Tát trì thế không nhận ra được ma. Thứ hai, điều chúng ta bàn quan trọng là chớ buông lung. Đây là lời dạy của Ngài Trì Thế Bồ Tát. Thiên ma đến hiện tướng như những vị trời. Đa phần ngày xưa lúc Thế Tôn còn tại tiền thì cứ nửa khuya các vị trời thường xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và tứ thiên vương thiên chỉ là những người canh vườn cho các vị tỳ kheo tọa thiền thôi. Do vậy thưa các vị Bồ Tát này họ cũng có một niềm tin là những vị sang trọng, dung quang sáng ngời, đẹp đẽ đến với mình dẫn theo bầu đàn thê tử, đó là những vị trời. Và Ngài rất ư là thơ ngây. Ngài thấy Ngài không cần khởi tâm quán chiếu tác ý đây là trời hay là không phải trời. Ngài cứ thuyết pháp, cứ dạy đạo thôi. Nói ông đã có cái phước lành hưởng được qua vị trời rất là sang cả, rất là đẹp đẽ như vậy. Đừng có buông luân theo ngũ dục, phải ráng tu tạo công đức lành. Trong kinh văn Ngài khuyên nè: lành thai mới đến kiều thi ca, dù là có phước cho nên buông luân. Ông nên quán ngũ dục là vô thường để cầu cõi lành, ở nơi thân mạng tài sản mà tu pháp bền chắc. Tất nhiên là bây giờ không có những vị trời hiện đến với chúng ta đâu, nhưng mà các vị thử hình dung là đời sống của chúng ta ở đây so với những quốc gia đói nghèo chậm tiến thì mình là một loại trời chứ không phải thường. Tại sao? Hãy nhìn coi đời sống vật chất của mình nó cao hơn những quốc gia chậm tiến một bậc, phải vậy không? Mình nhìn đời sống của mình ở đây rồi mình có thể đối chiếu lại với những cái cộng đồng cư dân, chưa nói ở Phi Châu đâu, Á Châu thôi, có những vùng đất chậm tiến còn đói nghèo thì các vị thấy đời sống mình cao vô cùng, chưa phải vị trời ở trên thiên giới. Nhưng mà nhân giới các vị đã là những vị có phước lành lớn hơn những dân tộc khác rất là nhiều. Từ cái môi trường đời sống của bên kia Thái Bình Dương mà mình sống ở vùng đất này thì nó rất là khác biệt, tâm thức khác biệt, đời sống khác biệt. Và từ điều này thì chúng ta có thể nhìn lại là phước lành của mình bên bên đây rất là lớn, và khéo giữ gìn thì thọ mạng của các vị cũng rất là dài. Thời xưa có những lúc mà con người ta thọ mạng 60 tuổi là một đời người. Ông bà mình mà sống được 61, đó là làm lễ đáo tuế, phải không? Được gọi là tuổi thọ rồi đó. Bây giờ thưa các vị, 60 tuổi có nghĩa lý gì đâu. Người ta hứa hẹn là sống 80 và họ chưa hài lòng ở cái ngưỡng cửa 80, họ hứa hẹn là sống 100 nữa kìa. Tôi không dám nói quý vị, bản thân tôi trên 60 mà tôi thấy tôi còn trẻ lắm. Tôi chưa nghĩ mình già bao giờ. Và tôi cứ nghĩ là tôi sống tới 40 năm, 60 năm nữa. Và cái điều này không phải mình nói đùa, mà cái điều này nó rất là thật, nó in trong tâm thức mình. Mình nghĩ chắc cái năng lực của mình vẫn còn, mình vẫn đóng góp được cho đạo tối thiểu thì 20 năm, 30 năm nữa. Và hứa với lòng là chiến sĩ chết trên chiến trường chứ không chết giường bệnh mà. Chết khi đi giảng pháp, chết trên cuốn kinh thôi chứ không chết giường bệnh. Và rồi thưa các Phật tử, là từ cái điều này cho chúng ta một cái suy gẫm như thế này. Cũng là những người Việt Nam như nhau, thế nhưng mà những cái hạt gạo
mà không có điều kiện hoặc là nó bé nhỏ thì nó lọt phía dưới sàn, những hạt gạo còn lại thì ở trên sàn. Và người ta không thể đo cái đời sống bằng tài trí, bằng sự suy tính, có những cái con người tính không có được đâu. Và đo bằng cái gì? Phước lực của từng người. Các vị đã gieo nhân lành, đã có phước trong quá khứ, cho nên kiếp này, thưa các Phật tử, là tự nhiên cái duyên lành nó rung rủi vậy thôi, nó đưa đẩy vậy thôi. Không ai có thể dùng cái năng lực của sự suy tính hay là tính toán mà có thể hơn nhau được. Có những cái mình có thể tính, không ai bì, thế nhưng mà việc thất bại nó vẫn thất bại. Người xưa họ đã nói được điều này. Ví dụ như các vị mà đọc vào truyện Tam Quốc, các vị nhớ là Khổng Minh ba lần mưu lược đốt bố con của Tư Mã Ý á. Mình nói chuyện Tam Quốc một chút cho vui nha. Và cái lần cuối cùng đó là đầy mưu lược để gạt cho bố con của Tư Mã Ý, Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu, ba cha con lọt vô trong cái hồ Lô Cốc. Các vị thấy tôi nhớ chuyện cũng còn nhiều chứ ha. Và Tư Mã Ý là một người cực kỳ giỏi mưu lược, không kém gì Khổng Minh, Gia Cát Lượng cả. Ấy vậy nhưng mà bằng cái sự tài trí của Khổng Minh lừa được ba bố con anh chàng vô hồ Lô Cốc, và tới chừng vô đó rồi thì chịu chết thôi. Bắt đầu là địa lôi nè, hỏa pháo nè, và củi được tẩm dầu bừng cháy lên một lúc. Ba bố con của Tư Mã Ý ôm nhau nói, chuyến này là bố con mình không có đường thoát, chết thôi con ơi. Thế nhưng mà bất thần trời không có mây đen gì cả mà mưa ầm xuống vậy. Tự nhiên lửa của Khổng Minh sắp xếp tắt rụi hết. Cuối cùng thì ba bố con của Tư Mã Ý chạy thoát về để xây dựng nên cái triều đình nhà Tấn. Tức là cuối thời Tam Quốc, các vị còn nhớ là con của Tư Mã Chiêu hay là Tư Mã Sư gì đó, tức là anh Tư Mã Diêm, anh lên, anh mới thống nhất giang sơn của Trung Quốc lại thành một mối. Và mình nói một vòng chuyện cho vui, nhưng mà để kết lại cái câu này thôi. Khổng Minh khi thấy trời mưa xuống thì nói một câu là: nhân nguyện như thử, thiên lý dĩ nhiên, dĩ nhiên. Con người toan tính như thế, mong muốn như thế, nhưng mà cái lẽ trời, cái quả báo, cái phước lành của từng người ta không thể mong cầu được. Nghe kinh thì nó buồn ngủ, nhưng mà nghe truyện Tam Quốc thì hết buồn ngủ à. Và thưa các Phật tử, là mình nói một vòng như thế để quy kết là một điều mình muốn thưa cùng các vị, đó là phước lành của ta từng người nó quyết định về vận mệnh của ta. Và mọi người sinh sống nơi vùng đất này đã là những vị trời nho nhỏ. Nếu ngày xưa những vị trời họ được sinh lên thiên giới, cái điều kiện dục lạc của họ nó rất là phong phú, và họ vung vãi đời sống của họ trong một kiếp làm trời hưởng thụ dục lạc của thiên giới. Sau đó thì hết phước, họ rớt đi đâu các vị biết không? Rất thấp hơn loài người, thưa các vị. Do vậy, nhìn lại đời sống chúng ta, nếu chúng ta mà không có khéo tu tập như lời giáo giới của Bồ Tát Trì Thế, thì có khi cái phước lành của mình trong một đời mình hưởng hết rồi, mình không biết trôi nổi về đâu. Trong cái điều kiện quyền quy đang có mặt trong tay, trong cái điều kiện là tiền của đang có trong tay, trong cái điều kiện sức khỏe đang có, đang làm được mọi thiện sự, mà mình không có lợi dụng cái điều kiện đó để tu tạo, để gây cái nền móng phước điền về lâu về dài, thì thưa đến lúc mình cần làm là không có được. Các vị hình dung là sẽ có lúc hình hài ta nó già nó suy, lại Phật một lại là không nổi, đi tới chùa vài bước đi không được. Rồi sẽ có những lúc mà các vị muốn đọc một trang kinh cũng không có đọc được. Thế thì người thông minh thì đang lúc hưởng phước, nhà nho có nói là có phước đừng nên hưởng tận, hưởng tận thì thân bần cùng. Và từ cái điều này để ta quy chiếu lại, thưa các vị, là lời của Bồ Tát Trì Thế rất là hay, không phải dạy cho những vị trời ngày xưa mà dạy cho chúng ta nữa. Hãy khéo làm tất cả những thiện sự ngay nơi đời sống của chúng ta hiện tại, gây cái nền phước dài lâu, đó là phước hữu lậu của những vị trời. Thứ nhất là gây cái phước hữu lậu. Thưa các Phật tử, là mình tu mà không có phước hữu lậu tu không được.
Tại sao? Mình ham tu vô cùng, nhưng mà đến cái lúc các vị sửa soạn tu thì ma nó nhảy ra nó phá các vị không thể tu được. Thế nào là ma phá ta? Mình đừng nghĩ là chỉ có thiên ma, có bốn loại ma. Thứ nhất là ma ngủ ấm, thứ hai là ma phiền não, thứ ba là ma tật bệnh, ma chết, tử ma và thiên ma. Thiên ma là ma cuối cùng thôi. Ma đó là ma bên ngoài, khi nào các vị đạo lực thật là cao thì mới có thiên ma đến. Còn thông thường ở trình độ chúng ta thì một cái loại ma ngũ ấm thôi nó phá các vị cũng khó tu rồi. Chưa nói đến ngũ ấm phá, một cái thân ấm các vị nó phá các vị cũng khó tu rồi. Đang ngồi thiền mình yên cái tự nhiên nó ngứa cái đầu, tâm mình nó động liền thôi. Đang ngồi thiền mình yên tự nhiên là răng nó nhức. Nó không có lựa cái giờ bình thường nó nhức răng, mà nó lựa đúng cái lúc mình ngồi thiền, tâm mình vừa an định là nó nhức răng thôi. Thế là ma ngũ ấm nó cũng đủ tác hại cho các vị khó khăn tiến bước trên con đường tu. Cho nên gây tạo phước hữu lậu để có một cái nền tảng vững chắc tu tập. Thường thưa các vị là người có phước lành làm ông nhà giàu, các vị nhìn thử coi, họ đều có toàn vẹn phước của họ cả. Phước về thân, phước về trí, phước về bằng hữu nữa. Không có ông nhà giàu nào không có những người bạn bè thân hữu là giàu có. Không có anh nhà giàu nào mà xấu đuôi xấu điếc cả. Họ đều có cái phước lành hữu lậu, cho nên thân của họ chói sáng. Và các vị nhìn thử những ông hoàng bà chúa, phước của họ rất khác với mình. Đó là điều rất rõ ràng thôi. Cho nên có cái điều kiện như những vị tiên hiện tại, như những vị thiên, đó là các vị ở đây thì hãy tạo phước hữu lậu để nó làm một cái nền tảng, một cái chân đế để đời sống của ta từ đây vươn lên, chứ nhất định là không rớt xuống. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, thưa mình có thể thực tập để có thể thành đạt được phước vô lậu. Phước hữu lậu nào cũng sinh và diệt cả. Hình hài nào rồi cũng đến cái chu kỳ phải xả thôi à. Giàu sang quyền quý đến lúc nào đó rồi các vị cũng phải buông tay. Ví dụ như tôi đã từng thân cận bên các vị thầy. Các ngài là những vị thầy lỗi lạc, có đức hạnh, có tiếng tâm. Hàng ngàn người lễ lại cúng dường. Ngài đi, thiên hạ đi theo như một cái đuôi dài, hết mực cung kính thành tâm. Thế nhưng mà tới chừng ngài 80 ngoài tuổi, thưa các vị, ngài trở thành một vị thầy hiền queo như một ông cụ bình thường thôi. Cái thời mà cụ hùng phong cao chất ngất á, mình gặp ông cụ mình rét chết đi được. Thế nhưng bây giờ mình thấy cụ hiền queo rồi. Và cụ có khi cụ quên trước quên sau, và như ông nội hay ông ngoại mình bình thường thế thôi. Cái nỗi sợ sệt của mình đối với những vị thầy kia tự nhiên nó hết. Và mình tự nhiên cảm thương cái thân phận của tất cả những cái bậc tài tuấn lỗi lạc trên cuộc đời. Anh là minh tinh màng bạc được ưa chuộng một thời, tới lúc anh già lũ khủ thì người ta thấy tội nghiệp anh, người ta không có quý kính anh như thời xưa nữa. Và mình lang thang thêm một chút là những cái người mà được khán giả yêu chuộng chừng nào nên chết sớm chừng nấy thì càng hay. Tại vì cái hình ảnh dễ thương, đẹp đẽ, tài hoa còn in đậm trong tâm thức của họ. Đợi tới già cỡ như Đức Tây Lo thì thôi, bây giờ bà mà đứng trước mặt ta sợ chết đi được, chứ ta nào hề ngưỡng mộ gì đâu. Và điều đó nó cho chúng ta một cái bài học là, thưa các vị, phước hữu lậu nào nó cũng tới cái chu kỳ hết của nó cả. Danh lên tột đỉnh rồi cũng dừng, giàu sang tới tột đỉnh cũng dừng. Do vậy cái cuối cùng là cái sự thành đạt phước vô lậu rất là quan trọng. Mình mượn cái nền của phước hữu lậu của một đời người, mượn cái nền phước hữu lậu của các vị đang có mặt như những vị thiên, các vị tu tập được cái pháp vô lậu để thành đạt con đường niết bàn, đó là người thông minh. Bằng không thì một cuộc đời mình đi ngang qua, mình nếm trải ngũ dục lục trần, rồi cuối cùng cũng trả nài về cho các bụi, không gặt được cái gì cả. Đó là cái điều thứ nhất. Ta đi vào cái lời giáo giới của Bồ Tát Trì Thế.
Và cái phần thứ hai, thưa các vị, là ta đi vô cái lời dạy của Ngài Di Ma Cật. Có một điều ghi chú ở đây nữa. Các vị còn nhớ là sau khi Bồ Tát trì thế, tưởng lầm đây là những vị thiên dạy cho mấy câu. Sau đó thì những cái vị thiên ma này thưa với Ngài trì thế Bồ Tát là: chúng con đến đây xin phát tâm cúng dường Ngài mấy nghìn cung nữ để hầu hạ Ngài. Và thưa, trì thế Bồ Tát là một vị Bồ Tát xuất gia chứ không phải Bồ Tát tại gia, tức là một ông thầy tu chứ không phải là một cư sĩ. Và dĩ nhiên là Bồ Tát trì thế nói: cái của cúng dường này phi pháp, ta không có nhận. Tôi không biết là có ông thầy tu nào cả gan dám nhận một chắc không ai đâu, phải không? Thưa các Phật tử, là cái từ phi pháp rất là hay. Mình đừng tưởng là người ta cúng dường cho mình 1.000 cô con gái xinh đẹp là phi pháp. Thưa, cái gì mà nó phá hoại bồ đề tâm, nó cản trở thiện nghiệp, nó làm cái con đường thánh hạnh chậm tiến, đó là phi pháp. Chứ không có nghĩa là chỉ có con gái mới là phi pháp. Cái gì mà nó không nuôi lớn tâm bồ đề, cái gì nó cản trở con đường lành, cái gì nó phá hoại tâm hạnh của người tu đều là hạng phi pháp cả. Thế thì các vị có thể nhìn rộng ra, cái gì mà không nuôi dưỡng được cái sự tri túc của ông thầy tu cũng phi pháp vậy. Ví dụ như là một người tu mà mình tự hào về những cái vật phi pháp đó, thì thưa các vị, rất là sai lầm. Tự hào là tôi có nhiều của cải, tôi có nhiều tài sản, tôi có nhiều vật chất, đều là phi pháp. Dĩ nhiên là nói nhiều thì nó mất lòng nhau. Nhưng mà cái điều rất rõ ràng là chỉ duy nhất có một điều người tu tự hào không có phi pháp thôi. Điều gì? Đức hạnh của anh có không phi pháp. Thứ hai, tài sản trí tuệ anh có không phi pháp. Thứ ba, bồ đề tâm của anh rộng mênh mông, tâm thức từ bi đầy tràn thì không phi pháp. Và tất cả những cái thứ vật chất sở hữu nhân gian, thưa các vị, đều là một dạng phi pháp hoặc bán phi pháp. Thế nào gọi là bán phi pháp? Sử dụng cái nguồn tài chánh đó, cái nguồn vật chất để làm đạo thì tạm tha cho được. Thế nhưng mà hãy coi chừng. Tại sao? Thưa các vị, cái con đường của tần thế, của ngũ dục lục trần, nó dụ khỉ người ta, nó mời mọc người ta rất là dễ. Và từ cái biên giới thánh bước qua phàm, thưa, rất là nhanh. Chỉ cần một cái chớp mắt là từ thánh qua phàm. Khởi một niệm tham là từ thánh qua phàm. Khởi một niệm sân là từ thánh qua phàm. Khởi một ý niệm ô uế là từ thánh bước vào phàm thôi. Rất là nhanh. Không phải đợi anh thò tay vào của cải tài sản mới là phàm, mà anh khởi tâm đã là phàm rồi. Khó là như vậy. Cho nên duy nhất chỉ có một cái sự tự hào không phi pháp đối với người tu, đó là kho tàng trí tuệ của ta, đức hạnh của ta, đời sống giải thoát của ta. Đó là những điều mà người tu nên tự hào. Và ai cúng dường được cái đó cho các vị tu hành, ai cúng dường được. Cái hàng đó không phải hàng ngoại nhập. Cái đó phải tự làm bên trong thôi, phải không? Thưa các vị, là hàng ngoại nhập thì người ta cho được, còn cái hàng này hàng tự nội, tự chế tác từ bên trong trái tim anh. Cho nên cái gì của chính anh tạo được thì nó không phi pháp. Cái gì bên ngoài sở hữu vật chất đều là phi pháp cả. Thế Tôn có một pháp quy chế tác cho chư tỳ kheo là tam y nhất bát. Và nếu mà dùng cái lăng kính của giới pháp mà nhìn thì thưa các vị, tôi cũng phi pháp. Tại sao? Các vị thấy nè, nhiều thứ máy móc lượm thượm chung quanh. Và chúng ta đi vô cái phần này, thưa các vị. Mà thầy làm sao tạo được phước phô vô lầu thầy? Thưa, cái điều này chúng ta sẽ có dịp giải thích nó rất là dài. Và phước vô lậu có nghĩa là phát triển năng lực trí tuệ để không còn rớt lại trong cái cõi tử sinh, gọi là phước vô lậu. Lậu nghĩa là lọt xuống, là rớt xuống, là cái hạt mầm sinh tử còn, gọi là lậu. Mà mình chấm dứt được cái hạt mầm sinh tử, không còn trở lại cõi này nữa, chứng nhập được niết bàn, gọi là tạo được cái phước vô lậu.
mình xóa bớt phần này để giải thích về những điều Ngài Di Ma Cật, Ngài khai thị. Thưa, cái điều đầu tiên Ngài Di Ma Cật, Ngài khai thị đó là cái điểm thứ nhất là đây là ma chứ không phải thiên. Cái thứ hai, ta là người nhận được cửa cúng dường này. Thưa các Phật tử, là mình dùng đủ mọi cách, mình mang rất là nhiều mặt nạ. Thế nhưng mà đứng trước mặt người kia, cái người ta chỉ ra mặt mũi thật của mình thì các vị thấy sợ không? Sợ chứ. Cái ông thầy kia, cái vị Bồ Tát kia còn nhìn không ra chân tướng của mình, mà cái ông cư sĩ này vừa thoáng nhìn là ông nhận diện ra đây là ma chứ không phải là chư thiên gì cả. Thế thì đầu tiên đã làm cho thiên ma run rét rồi, kinh sợ rồi. Đó là điều thứ nhất. Và làm sao nhận được đây là ma? Làm sao nhận được đây là ma? Nếu mình dùng cái lăng kính bình thường là người ở cấp độ rất là cao, thành đạt được quả vị hay là chứng nghiệm được cái tầng tâm thức rất là cao mới có thể nhìn ra cái tầng tâm thức của người dưới thấp, nhận diện nó rất là dễ. Ví dụ thế này thôi. Ví dụ như các vị đã từng đi ngang qua những cái trường lớp học thuật của nhân gian, các vị ngồi, các vị nghe người ta nói vài câu về giải trình những đề toán thì các vị biết nó ở cấp mấy rồi, cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì rồi. Các vị mà giỏi về văn chương chữ nghĩa, các vị nghe người ta nói 5-3 câu, các vị biết cái người đó thông hiểu về cái gì ngay, phải không? Các vị có một cái trình độ học Phật nhất định nào đó, các vị nghe người ta bàn luận về Phật Pháp, nói về nhân quả tội phước, các vị am tường người đó đang ở cấp độ nào trong cái tiến trình tu tập. Rất là dễ. Và người bậc cao mới nhìn ra cái trình độ tri thức của người dưới thấp. Mà người dưới thấp thì không thể vói lên để đón biết được người có cái trình độ tri thức cao hơn mình. Cái đó là lẽ dĩ nhiên thôi. Cho nên phải là bậc Đại Bồ Tát mới nhận diện được ma hay Phật mà không cần khởi tâm tác ý. Đó là ý thứ nhất. Và nói như thế này thì trong cái tiến trình tu của mình nói rồi mình quy chiếu lại mình. Trong tiến trình tu của chúng ta thì chúng ta làm sao nhận ra được cái gì là ma, cái gì là không phải ma. Và tu làm thế nào để cho đừng bị lừa gạt, đừng lạc lõng vào những cảnh giới bất thường như vậy. Làm sao? Mình nói quanh quanh chuyện người là phải quay lại chuyện mình chứ không thôi. Mình cứ nói chuyện người không, phải không? Thưa, nếu mà các vị từng đọc tự truyện của bà Dipama đó, các vị thấy bà có thần thông á. Bà có thể hiện thân được, bà có thể đưa bàn tay ra nướng củ khoai tây chín được. Thế nhưng mà có một điều đặc biệt là tâm thức của người phụ nữ kia, tức là vị nữ thiền sư kia, rất ư là trong sáng, rất ư là thơ ngây. Khi hỏi làm thế nào để có được thần thông, bà mỉm cười và nói đây là những cái trò chơi rất là bình thường và thực tập ít lâu là người ta làm được. Đó là cái điều thứ nhất để ta khẳng định là tâm thức của bà coi thần thông rất là nhẹ, coi chuyện đó là chuyện trò chơi thôi. Cái thứ hai, đành rằng một vị nữ thiền sư lỗi lạc được những người Mỹ mời qua miền Đông Hoa Kỳ dạy đạo. Thế nhưng mà bà tâm thức rất là thơ ngây, đến đổi cái máy đổi tiền và không biết đó là máy đổi tiền. Bà nhìn thấy đệ tử bà nó đưa tiền vô đổi tiền, cái bà nói tội nghiệp cái con người đó ghê, ngồi ở đó mà đưa tiền ra tội nghiệp, ngồi trong bốn cái bức tường bằng sắt. Người ta giải thích đấy, dạ thưa bà, cái đó là cái máy mình chỉ cần đưa vào nó đưa tiền ra thôi. Bà nói ồ, nó vô ngã đó. Thế thì ta nhận biết về điều này như thế nào? Thưa các vị, tâm thức của bà rất là thuần phát, trong sáng và không có nhiều vấn đề như ta. Hay nói một cách chuẩn mực nhất, đó là người luôn an trú trong định, an trú trong cái sự quán chiếu để tu tập, cho nên mọi cái bà đều quy chiếu về sự tu cả. Đó là một phương pháp rất là hay để chúng ta có thể đối diện tất cả cái ma cảnh mà mình đi ngang qua rất là dễ. Tuy nhiên chiều sâu của nó là nếu các vị lạc vào kinh Lăng Nghiêm á, thì thưa đại chúng là mình vượt ngang qua những cái tầng ma thử nghiệm trên cái tiến trình tu mình không khó khăn gì cả. Nghĩa là
Tất cả mọi cái hiện cảnh kỳ lạ phi thường, dù là các bậc thánh hiện ra trước mắt các vị, các vị cũng nghiễm nhiên đi ngang qua, coi nó là những cái rất là bình thường, không có gì quan trọng cả. Nhưng mà nếu các vị chấp rằng cái này là cái quả vị tôi chứng, cái này là sự thành đạt của tôi, thì các vị rơi vào ma. Khi các vị quét sạch hết những cái phi thường, kỳ lạ, màu nhiệm đến với các vị rảy hết, vũ hết, thế thì các vị mới đi thẳng vào biển pháp tánh của tự thân mình, tức là tan biến trong bể pháp tánh của Như Lai. Bằng không thì mình lạc vào những cảnh ma trên cái chặng đường tu rất là dễ. Lòng mình mà không có chút ý niệm tham thì thưa các vị không có ai lừa gạt mình được cả. Mình khởi một chút niệm tham trong tâm thức mình thì bị lừa gạt ngay à. Cách đây mấy hôm tôi có gọi về thăm một người bạn. Tôi mới nghe tin là có thầy đó bị người ta gạt. Bao nhiêu tiền dành để đem cho sạch. Và hỏi ra thì thầy thấy là người ta đi xe rất là sang trọng, ăn mặc rất là sang trọng. Người ta nói người ta ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc gì đó về xin vô để cúng dường thầy, vô hàng nguyên tâm sự. Lâu nay là con nghe thầy dạy đạo rất là hay, con hết lòng quý kính, thầy cho con lại mấy lại, rồi thầy trò hàng nguyên hơi, cái rồi mở tủ ra lấy hết bao nhiêu tiền dành để, và chúng ta không biết bao nhiêu, chắc tiền nó nuôi mình cả đời không hết đâu, chùa lớn mà, và thầy đó có uy tín mà. Và thưa các vị là cái chuyện lừa gạt bây giờ nó rất là tinh tế, và cái điều mình nói vậy để dẫn lại cái cốt chuyện mình muốn chia sẻ là nếu trong tâm anh không có một ý niệm tham thì tôi đố ai mà lừa gạt tôi được. Tôi có bao nhiêu củ quý, tôi có bao nhiêu vàng bạc, tôi cho hết trước khi tôi có nữa, lấy gì ai lừa gạt tôi, ví dụ thế. Năm rồi tôi về, tôi lục ra được trong tủ tôi. Hồi xưa có một thầy về Việt Nam thì thầy mua cho mình một cái chén tống. Không biết ở đây có vị biết chén tống hả? Ồ, đó là một cái loại đồ trà cổ men sứ gốm của dân Tây, đẹp lắm và khá mắc tiền. Bây giờ cái củ quý đó tìm không ra đâu, đồ nội phủ. Nó có mặt từ thời Nguyễn Du đi sứ bên Trung Quốc, mang về triều đình nhà Lê, rồi từ kinh đô Hà Nội nó có dịp di chuyển theo người phương Bắc vào Nam, nó lạc lõng xuống tận Vĩnh Long. Rồi nó đi lang thang, nó về lại Sài Gòn, người ta mới tìm ra mua về một cái chung uống nước lớn, gọi là chén tống, một cái đĩa để đựng cái chung uống nước. Mình về mình nhìn tới, mình nhìn lui, mình nói ồ, 3-4 năm nay mình đi mình quên là cái củ quý mình vẫn còn đây. Và các vị biết mình giải quyết cái món củ quý đó là thế nào không? Mình thấy có một người, cái mình nói tôi tặng anh đó. Nó thầy nói thiệt hay nói đùa? Nó không nói thiệt cái chứ. Thầy thích thầy cứ đem về đi, tôi cúng dường. Và thưa các vị, mình cúng dường xong nghe mình nghe lòng mình nó nhẹ tên à. Mình cảm ơn vô cùng, tại vì mình không biết mình để ở nhà đồ tôn đệ tử mình nó đập bể bất cứ lúc nào. Thứ hai nữa là họ vô thấy cái củ quý đó thì họ cũng tìm cách họ lừa gạt thôi. Cho nên thôi mình cho trước khi người ta gạt mình thì chắc ăn nhất. Và từ cái điều đó, thưa các vị là con mắt trạch pháp của ta, điều thứ nhất là phải ở tầng cao ta mới nhận diện được ma. Thứ hai là các vị luôn giữ tâm của các vị trong sáng, luôn nhiếp niệm trong pháp môn tu thì không có ma nào lừa gạt các vị được cả. Thứ ba là trên con đường tu của ta, nếu bất cứ cái sự thành đạt nào nó đến, ví dụ như cái cảnh giới màu nhiệm lạ thường, Phật Thánh hiện ra, các vị đều quét hết, coi nó là những cái cản trở trên bước đường tu, và mình coi tất cả những cái việc đó rất là bình thường mà không hề lưu ý thì tự nhiên ma không phá. Đó là mình đi ngang qua những cảnh ma.
Và cái điều thứ hai mình chia sẻ đó là khi ngài Di Ma Cận, ngài điểm mặt được ma, ma rất là sợ hãi và nó muốn trốn về. Thế nhưng mà ngài chặn đầu, ngài nói: Mi đã hứa cúng dường những cô con gái này cho ngài Bồ Tát Trì Thế, ngài là một ông thầy tu không có nhận được món cúng dường này đâu. Ta là một cư sĩ, ta nhận hết tất cả những người ma kia. Và thưa các vị, lúc bấy giờ thì ma nó muốn trốn mà trốn không được, cho nên đành phải đem cúng dường ngài Di Ma Cật ta 3.000 cô con gái xinh đẹp của cõi trời. Đó là câu chuyện của ngài Di Ma Cật. Mình thấy gần 3:30 rồi đó. Không biết các vị có nghe mỏi mệt chưa, muốn nghỉ chút chưa? 15 phút nữa. Rồi. Mình cũng kinh ngạc là sao quý vị có thể kiên nhẫn ngồi nghe hoài được hay nha. Và thưa các vị, là cái phần kế tiếp đó là cái phần thuyết pháp độ ma. Cái câu đầu tiên ngài Di Ma Cật ngài dạy đó là nhữ giai đương phát bồ đề tâm. Bồ đề tâm là gì? Thưa các vị, bồ đề tâm là tâm cầu quả giác ngộ. Tất cả những vị thiên nữ này, các ngươi phải phát bồ đề tâm. Tức là ông nhận những thiên nữ từ ma cúng dường kia với điều kiện là ông dạy đạo, chứ không phải bắt về để hầu cơm hầu nước gì đâu. Và cái câu đầu tiên ông khai thị đó là các ngươi nên phát bồ đề tâm. Bồ đề tâm là nền tảng để thành quả vị Phật. Mình chưa phát được tâm bồ đề thì chưa thể thành tựu được con đường giác ngộ. Và mình hỏi với nhau là chúng ta đã tu học Phật Pháp, đã nghe kinh nhưng mà đã phát bồ đề tâm chưa? Phát chưa? Tập làm quen đi à, phát đi để không kịp. Tới lúc mà các vị muốn phát bồ đề tâm thì phát đâu có kịp. Tâm thức của chúng ta đến một lúc nào đó tự nhiên nó sinh khởi cái ý niệm tu tập thôi à. Tâm bồ đề là cái hạt mầm tự có bên trong. Ví dụ ở mức độ cạn, nó biểu hiện đó là đời sống chúng ta ai cũng có một cái niềm mơ ước là có được niềm vui, có được phúc lạc, có được yên bình. Phải không? Cái này rất là tất nhiên thôi. Và khi mình thành đạt được cái sự yên bình cạn ở đời sống vật lý thì mình muốn yên bình của đời sống tâm hồn. Ở mức độ nghèo khó thì ta mơ ước được cái ăn cái mặc. Thế rồi cái ăn cái mặc đủ đầy thì ta mơ ước đời sống của thưởng lãm, nghệ thuật, văn học, giải trí. Rồi khi tất cả những cái ấy nó đi ngang cuộc đời ta thì mình cảm thấy thứ gì cũng phù du cả. Này của, này tiền, này lợi, này danh, mình nếm đủ rồi. Và nhất là tới cái tuổi già già một tí thì các vị cảm thấy phải có một cái gì sâu hơn, sâu sắc hơn đời sống này. Chứ vô lý à, mình sống 50 năm giữa trần thế, ăn hết những thức ăn ngon, hưởng thụ hết những cái dục lạc của thế trần, rồi mai kia trả hình hài này về cha các bụi không biết đi đâu, thế thì tội một kiếp nhân sinh. Cho nên tự nhiên trong tâm thức ta nó khởi một ý niệm là mơ ước thăm dò vào cái chiều sâu đời sống của chính mình, tự hỏi lòng coi là ta có mặt ngần này rồi ra đi mất biệt sao, ta từ đâu tới rồi trả hình này về cho các bụi ta đi đâu. Cái băn khoăn này nó có mặt nghìn đời và tất cả mọi tôn giáo đặt cái nền tảng trên điều này, cho nên nó phát sinh thôi. Và may mắn là ta thăm dò vào một giáo lý, một tôn giáo tặng cho ta cái con đường đi để mình thăm dò vào bản thể của mình. Cái gì cũng đến và đi, cũng sinh và diệt. Vạn vật trong cuộc đời đều vô thường, chóng vánh. Thế nhưng mà vẫn có những cái nó không vô thường. Ví dụ như mức độ cạn đó là cỏ cây thì thay đổi theo mùa, thế nhưng mà qua mùa đông rồi nó sống lại. Trời đất vận hành trở lại mùa xuân. Rồi hành tinh này có thể bị sa mạc hóa, thế nhưng mà thưa các vị, hành tinh này nó là một bộ phận rất là nhỏ trong thái dương hệ mà thôi. Cái tồn tại của hành tinh này nó không phải là tự nó tồn tại được, mà nó nhờ mặt trời cho nên nó tồn tại. Mặt trời sưởi ấm con người nơi đây, thế thì vươn khỏi hành tinh còn là mặt trời. Rồi mặt trời nè, hành tinh nè, dãy thiên hà nè, nó có mặt, nó quay vòng như thế này.
Nếu người ta thăm dò vào cái tầng vật lý thì thưa, người ta lượng định một điều rằng nếu không có những cái thế giới vô hình ở trong không gian mênh mông này thì không hề có sự cân bằng của những hình thể vật vật chất như hành tinh hay là những vì sao đâu. Nó có một cái luật cân bằng nhất định nào đó, cho nên tất cả hành tinh chúng ta đi theo cái quỹ đạo nhất định mà nó không có bị xáo trộn, bị va chạm. Thế thì sâu thăm thẳm trong cái từng vô hình nó có một cái điều gì đó mà chúng ta chưa có thăm dò vô được. Rồi mình dùng cái trí năng bình thường thăm dò thì thế này: mọi vật chất hữu hình đều sinh ra từ cái vô hình, mọi cái có nó đều có mặt từ cái không. Rồi ngay hình hài này, các vị nhận diện nó thì cái có này nó đứng đi được, sinh sống được nhờ cái không. Tạm gọi cái không đó là cái vận hành tâm thức của các vị. Thưa, mình vừa chia sẻ cùng các vị là mọi pháp hữu vi nó đều bắt nền từ cái pháp vô vi. Mọi cái vật chất hữu hình nó đều nương nơi cái không mênh mông này mà có. Rồi ngay trong hình hài của các vị nhìn kỹ thì cái điều động được cho hình hài này sống động và vận hành cũng là cái không chứ không phải cái có. Ai thăm dò được những cái hệ thần kinh của ta? Các vị nhìn trong cái máy điện toán á, các vị không hề thấy cái chương trình gì cả. Mở tung ra hết, các vị chỉ thấy này là ốc, này là những cái mạch điện của nó, mà các vị không thấy cái chương trình nào trong đó. Chẻ móng nó ra các vị không thấy. Thế nhưng mà điều động được làm cho cái máy của các vị khởi động là những chương trình đó, là những cái phần mềm bên trong, vô hình tiềm ẩn bên trong, phải vậy không? Thế thì cái phần vật chất thưa, nó là cái phần biểu hiện rất là thô, nó không phải là gì cả so với cái phần vô hình tinh tế của tâm thức ta. Và từ điều này thì thăm dò và chiều sâu để biết rằng phá cái bồ đề tâm, điều thứ nhất, bồ đề tâm là cái tự có nơi các vị. Cái tâm giác ngộ vốn đã có sẵn nơi các vị. Tới một lúc nào đó, khi trình độ tâm thức người ta nâng đến một cái tầng cao nào đó, tự nhiên bật sáng thôi, bật phát lên thôi. Cái điều này rất là dễ hiểu. Mình đừng nghĩ tu là một cái chuyện gì phải người có tôn giáo gì mới tu, mà tất cả những người khi cái trình độ tâm linh được nâng lên thì người ta tự hướng về cái con đường tu thôi. Và nếu may mắn thì mình tìm đúng được con đường chánh pháp, mà nếu không may thì mình luyện đời mình vào những cái con đường phi pháp thế thôi. Và nếu rủi mà mình luyện đời mình vào những cái tôn giáo hay là những cái truyền thống mà nó không tặng cho mình cái món quà trí tuệ, không tặng cho mình cái không gian để cho mình mở rộng cái chân trời giải thoát của mình, thì tội nghiệp đời sống mình bị lạc lõng thế thôi. Và tóm lại, thưa các vị, Bồ Đề Tâm là cái hạt mầm tự có trong từng trái tim của con người. Nó vốn là cái được cài sẵn khi sinh linh có mặt, chứ không có cái gì lạ lẫm cả. Có một lúc nào đó các vị bật sáng lên thôi. Đó là điều thứ nhất mình giải thích là Ngài Di Ma Cật, cái câu nói đầu tiên là phát Bồ Đề Tâm. Và nếu mình dẫn lại một câu của nhà thiền thì thưa điều này rất là rõ. Lục Tổ khi mà Ngài khai đàn giảng pháp, dường như cái điều này mình nói rồi, mình lặp lại thôi. Ngài nói một câu, câu này nó là nền tảng luôn của một dòng chảy của nhà thiền, cũng là nền tảng của kinh Pháp Bảo Đàn nữa. Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm, tức như như Phật. Nghĩa là gì? Tức là cái tâm giác ngộ vốn có sẵn ngay nơi anh. Anh đã có, anh đã thủ đắc, anh đã làm chủ nó từ bao đời. Chỉ cần anh dùng được nó thì anh là Phật tức khắc. Đản dụng thử tâm, tức như như Phật. Tức là dùng được nó, sống được với nó, an trú trong đó, thở bằng hơi thở đó, thì anh là Phật. Thế thôi. Và những cái điều Ngài Di Ma Cật chúng ta giải thích phía sau chỉ là giải minh những cái cách phương tiện để cho những người thiên nữ này
thực tập thôi, nhưng mà câu quan trọng nhất là phát Bồ Đề Tâm. Và từ câu này mình quay lại, các vị nhìn thử cái gì là Bồ Đề Tâm của các vị, tức là cái gì là tâm giác ngộ của các vị đang thủ đắc đây. Và mình mở được cánh cửa này, mình làm bật sáng được điều này, có nghĩa là con đường tu mình đi được bao nhiêu phần trăm? 95%. Mở được cánh cửa rồi, thưa các vị, chỉ còn việc đi vô thôi. Bây giờ mình quay lại mình nhận coi cái gì là tâm Bồ Đề của các vị, cái gì là Phật của các vị. Không mở được cái điều này thì chúng ta chỉ đi quanh quanh thôi à. Ta đi ngoại vi thôi, không đi vào trung tâm. Đi được vào trung tâm thì từ cái trung tâm quan trọng đó mình đi ra, thưa, rất là dễ. Lúc bây giờ thì các vị tu như đùa, nhưng mà tu rất thiệt, rất dễ thành công. Và chuyển hóa phiền não khổ đau cũng rất là dễ. Thưa các vị nhìn coi cái gì là sinh diệt, thì nó là không phải Bồ Đề. Bồ Đề là tự tánh giác ngộ vốn có sẵn, không cần mua, không cần sắm, không cần mượn của ai cả, các vị tự có. Cái gì mà mình vay, mình mượn, mình nhờ vả thì cái đó không phải là bản chất thật. Cái gì là vay mượn? Đầu tiên là hình hài này là vay mượn rồi. Rồi vui buồn, vay mượn hay của tự có? Thưa, đều vay mượn cả. Thưa các Phật tử, là cái buồn cái vui của đời người nó dễ òm. Tôi muốn làm cho tôi buồn tôi làm cũng dễ, mà tôi muốn làm cho tôi vui cũng không khó khăn gì cả. Và tôi muốn làm cho tôi giận thì tôi cũng 3 phút tôi giận được. Tôi chỉ cần gợi trong tâm thức mình cái nỗi niềm hờn giận bấy lâu thì nó tràn lên, nó tràn đầy tâm thức tôi, là mắt tôi trở thành mắt của Tiêu Diễn chứ không phải mắt của Thầy Phước Tịnh. Và này buồn, này giận, này ghét, này thương, tất cả những cái ấy là những cái hàng ngoại nhập cả, nó đều bên ngoài đi vô ta cả. Nó không phải là cái chân thật nhất của các vị. Rồi cái sự suy nghĩ bồng bềnh phù du đến đi sinh diệt cũng là hàng ngoại nhập, cái vay mượn của các vị thôi. Vay mượn chữ nghĩa, vay mượn ý niệm. Và tại sao chúng ta gọi nó là những cái vay mượn không phải là ta? Tại sao? Thứ nhất, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Thứ hai, mình mượn nó để xài, xài đỡ trong cuộc đời này. Thứ ba, thưa các vị, đó là cái bị nhận diện, bị thấy. Nó là đối tượng để cho tôi nhận biết, chứ không phải chủ thể. Cái chủ thể là cái nhận biết của tôi về những cái kia. Còn nó là những cái bị tôi thấy thì nó không phải là tôi rồi. Có khi nào các vị nhìn cái người đối diện trước mình, các vị nói cái người này là tôi chăng? Không bao giờ. Dĩ nhiên cũng có lúc có. Mình thấy người kia là mình á. Cho nên người kia khổ mình khổ, người kia khóc mình khóc á. Người kia sầu mình sầu. Người kia mà đi đâu đó mà tắt cái cell phone mình gọi 3 lần không được là ruột của mình nó nóng như lửa rồi. Không biết chuyện gì xảy ra. Không biết người ta đi đâu, không biết sự cố gì, vân vân. Có ngàn vạn câu hỏi, lúc bây giờ cái đầu mình nó bốc cháy. Nhiều câu hỏi quá nó bốc cháy, chẳng có gì lạ. Lúc đó là mình thấy người kia là mình. Nhưng mà thực tế thì các vị nhìn kỹ lại coi tất cả những cái gì các vị nhận diện được, nhận biết được, đối tượng của sự nhận biết đều không phải là ta. Thế thì cái tâm Bồ Đề rực sáng tự hữu các vị là cái nhận biết. Cái đó, thưa các Phật tử, là không bao giờ các vị đi đâu mà các vị bỏ quên được ở nhà cả. Các vị lên xe, nó lên xe theo. Các vị ngồi, nó ngồi theo. Đứng, nó đứng theo. Thậm chí là các vị đi vào giấc ngủ, nó cũng nằm kề bên cạnh, nó chờ sẵn. Có những lúc mình không cần thức giấc. Mình nằm ngủ, lăn qua lăn lại, cái gối nó rớt ở xuống dưới đất, dưới giường, cái mình thò tay mình lấy lên. Đâu có cần mở mắt, đâu cần đốt đèn. Và thưa các vị, mình kể câu chuyện đó là do vì trong thiền sử có câu chuyện. Vị thiền sinh kia hỏi thầy: thưa thầy, Quan Thế Âm tới 1000 mắt và 1000 tai, thế thì cái tai nào là tai chính của Quan Thế Âm vậy? Mắt nào là mắt chính của Quan Thế Âm vậy? Các vị thử hình dung là có 1000 cánh tai. Cái tai nào là cái tai đầu tiên mọc từ thân ra? Cái tai nào?
Vì thầy cười cười nói, ta ví dụ cái ông hiểu được tay nào tay chính, tay nào không phải tay chính thôi, mắt nào mắt chính, mắt nào không phải mắt chính. Ví dụ như người kia ngủ nửa đêm cái gối rớt xuống đất, cái ông không cần mở mắt, ông không cần nút đèn, ông thò tay lấy gối ông để đầu, mắt vẫn còn nhắm, ngủ mơ mơ màng màng thôi mà lấy rất là chính xác, để trên đầu nằm cũng rất là chính xác. Cái anh học trò nói, dạ con biết tay nào tay chính này. Các vị nói thử coi tay nào tay chính. Thưa, cái biết của ta là tay chính, phải không? Cái chủ động bên trong. Và từ điều này, thưa các vị, cái tâm bồ đề của các vị, cái Phật tánh của các vị, cái bản lai diện mục thực của các vị chưa bao giờ rời các vị lúc nào cả. Đi đứng nói cười, ăn ngủ vân vân, khi nào các vị quên thì các vị thấy ta là người kia, ta đồng hóa, ta hẳn vào người kia. Trực tỉnh á, thì thấy ta là thân. Hơi tỉnh một chút nhưng vẫn chưa tỉnh đâu. Tại vì thân của ta chứ thân không phải là ta. Của ta đó là mình nói, nhưng mà còn 50% vô minh đó. Tại sao? Chính xác nhất là thân cũng không phải của ta luôn. Ta làm chủ được nó bao giờ đâu mà gọi nó là của ta. Nếu nó là của tôi như cây viết này thì tôi biểu viết ơi mới đi vào túi thì tôi bỏ túi được. Còn mình nói với cái thân này đừng già, hãy trẻ. Có tuổi này dễ thương rồi, già hơn nữa khó coi lắm. Có nghe lời không? Đố mà nghe lời, mặt cứ nhăn hoài thôi. Tháng rồi tới đây thì mặt còn đỡ đỡ, tháng này cái mặt nó nhăn thêm, tháng sau tệ hơn nữa. Thế thì thưa các vị, thân của tôi cũng chưa đúng đâu. Nhưng mà ta tạm giác ngộ, do vì ta nhận ra một điều là thân là cái bên ngoài, vật sở hữu của ta. Ta sâu hơn, thế thì sâu hơn là cái gì? Vui buồn chăng? Không. Vui buồn đến và đi, sinh và diệt. Tôi thấy cái vui buồn đến đi trong vùng trời tâm của tôi, cho nên vui buồn không phải là tôi. Rồi suy nghĩ thầm thì ư? Thưa các vị, suy nghĩ thầm thì nó đang diễn hành ngang qua tâm thức các vị. Các vị là ngọn đèn rọi sáng nó, chứ các vị không phải là sự suy nghĩ. Thế thì ta chính là cái nhận biết. Cái nhận biết này không phải mình mua, không phải mình mượn, không phải mới có mặt bây giờ. Ngay bé thơ ta đã có. Rồi mình tu tập giỏi, mình an trú được ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng này. Thưa các vị, mình đoạn đứt được con đường lang thang của hữu lậu nghiệp. Mình càng sống sâu sắc là mình tu tập cái phước vô lậu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình làm cho cái tâm bồ đề của mình, cái tánh giác ngộ của mình, cái sự nhận biết càng ngày càng tròn hơn, viên mãn hơn. Viên mãn không có nghĩa là nó lớn thêm gì cả, nó rộng thêm gì cả. Viên mãn có nghĩa là sống luôn được với cái sự giác ngộ ấy, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng một vòng tròn. Và xả ly được chấp, ta là thân, ta là vui buồn, ta là suy nghĩ bồng bềnh. Và ta bây giờ an trú ngay nơi cái tự thể giác ngộ bồ đề, tự tánh bản lai của chính ta. Thế thì thưa các vị, như Đức Thế Tôn ngày xưa nói thôi, như các vị thánh A-la-hán ngày xưa, các ngài nói một câu, đó là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Thế là viên mãn được bồ đề tâm. Đó là lời giáo giới của ngài Di Ma Cật. Mình dẫn là một câu ở đoạn đầu thôi, và mình nghĩ rằng đoạn sau thì các vị có thể đọc, và có dịp chúng ta chia sẻ thêm về đoạn sau. Và thưa đại chúng, là dừng ở đây. Và trước khi dừng thì mình nghĩ chắc cô Kim Chi có cái điều gì nói với tín chúng. Dạ. Yeah.